Cái chỗ này là của anh nó mẹ xí này anh hiểu không? Chỗ này nè, cái chỗ này nha. Lờ mới thấy nha, chỗ này nữa nè. Còn trên đây là bình thường. Nó cạnh kia thì bình thường. Lờ em thấy đây nè, cái chỗ này nè. Cái nắp này hở hở đúng không? Và còn cái này nó sụp xịt về đúng không? Đó, sụp xịt về đúng không? Có phải ha. Cái này nó bị nhúc nhích nè. Xếp con ốc này lại thôi. Còn cái này nó đóng không sát. Đóng không sát thì đó. Bắt ra nào. Đóng rồi. Sát thì tăng đưa cái này này. Sát này bạn đã sát ở đây mình tháo là nhà nó ra đẩy nó lấy nó ốc nó đẩy lên xong xếp lại làm sao cho cái này nó khít này. Rất là khít này. À, nhà đóng sẽ sát này, cái nắp này, này. Lúc này nó bật lên bật xuống là bật đẩy nó vào thì nó không có sát này, nó hở ra nè, thấy không? Nó hở ra nè. Thì khi mình tháo nắp này ra thôi. Cái này này, do này, nó hở nè. Chà, cái camera dùng có nó hở chút xíu thế này. Đó. Thì mình đẩy cái sắt này sát lên đây nó sẽ không bị hở nữa nha. Xong rồi nè, áo ra, đẩy này. Sao cho hai này nó khít nữa nè. Lấy ra hai con ốc nó ra. Lấy hai con ốc ra mình đẩy lên sát nè. Đẩy sát hết mức luôn. Sát ra ha. Xếp nè. Đó, nó sát nè. Ra nè, đóng vào nè. Đó, nó sát khít luôn. Phải im kém lắm. Đó, nó sát nè. Sát khít vào tấm kính luôn. Khít vào tấm kính luôn mới đạt được đó. Sao chưa? Đó. Chứ nãy là nó hở ra một đoạn. Không có phai ha. Tháo trên này ốc, một dàn ốc trên này nè. Và dưới này, dàn ốc dưới này. Bên cạnh đó, bên hông mấy con nữa. Rồi phải dùng lục giác á, tháo hai cái volume này ra. Thì mình lấy được cái nắp ra. Đó, hai cái bức phận này đang luôn. Nó lục giác mới tháo được hả? Nó đúng rồi ta. À, bên trong của nó này. Nó bị nhích nè. Đó, nhích nè. Nhích nè. Đây mình nhìn thấy ít á. Nó sẽ nhích nè. Mình xếp cái này lại thôi, không có gì hết. Đây, Acofy Modern A406P 350W, 110V. Chỗ đi vô. Đồng hồ này nè, nó có cái sóng xuất là sóng vuông này nè. Mình sửa mức âm ly mà nó bị gì. Giờ nó đang đánh một bên nè. Bên lên liệt nè. Để nó phát sóng vuông nó chích vô. Chích vô cái bên để mình phân biệt cái nào liệt cái nào không á. Đó, nghe tiếng kêu nè, cái kim này dựng luôn nè. Đó. Rồi
muốn tiếng kêu nó khác cái mình bấm lên 1000 là tiếng kêu nó khác nè, 700 hạt nè, 700 hạt ha, rồi nè. Đó, tiếng kêu làm tiếng kêu khác này. Bên đây đang bị liệt nè, bị liệt nè, bấm cái này ra nè là hai loa đánh bình thường đó, hai loa đánh này. Do cái loa để tốt ngoài kia tấm thanh nó nhỏ, là ấn to này vào thì hát có một bên này không hát. Nó là đo côn nè. Cái thằng anh này kêu bất cứ nào đây không nghe hả? Đây có 12V nè. Của đó, của thằng bên này cái khăn đây. Ngay chân số... chân số 1 này của nó nè. Có 12V nè. Ở đây là thì dùng này ha. Ở đây là 12V âm nè, đâu rồi, chân này 12V âm nè. Đó. Điện thoại lấy dung chấm 12V âm nè. Đây, 12V âm nè ha. Đó. Sang bên đây có 12V âm luôn nè. Ha. Đó. Rồi nó đi theo cái đường này nè. Thoại nó dùng chỗ này. Đi theo cái đường này nè. Đường này nè. Rồi chân này. Chân này. Đó. Rồi chân này. Có 2V nè. 2V dương luôn. Rồi biết tại sao chưa? Các bạn làm nghề là sẽ biết này ha, do cái này nè là phần vồn, đây có vồn nè, đây có vồn nè, phải làm cái kim nhỏ xíu nè, đào nó không có, nó chặt một cái là chết xe, làm sao phải giữ cho máy ở mức kim tối đa, đi vội ra nè. Cái đường đi của nó chưa, nó còn bự hơn cái đường ở trong máy nữa. Đó, nó bị nè. Những bạn nào làm nghề thì đến đây là hiểu rồi ha. Chân này là chân 12V dương nè. Hai chân luôn hả? Không có một chân thôi chứ ta. Cho cái đường mạch in nó chạy. Chân này là 2V âm nè. Tương tự bên đây có một con nè. Nhà con dương ở chân này nè. Nhà con âm ở chân này nè. Cái kim kìa. Nó bị lỗi bên đó nên nó mất một cành ha. Hát direct thì không sao mà hát có âm sắc á. Nó mất một cành. Hai con đó là khuếch đại âm sắc. Con này là khuếch đại âm sắc. Nó giống như 458 đứng. Khuếch đại âm sắc. Nó đẩy một con khuếch đại âm sắc cho kênh phải. Kênh phải thì nằm bên đây, kênh trái thì nằm bên đây. Đó. Mình sẽ tổng hợp nước lại ha. Ba lần nè. Đặc biệt nha, khi nó bị tình trạng mất một bên vậy mình bấm nè, nó nằm rột ở trên trên loa với trên là lè chân máy á, nó bây giờ ấn vô bình thường này. Cái này giống như meter mình chế độ loa thôi, tắt một tắt này mono stay. Đang chọn chế độ CD.
xin tặng hoa. Loa quế bắp đánh không ra tiếng. Nó sắm cặp JBL. Này dùng 12 con sò than. Để dùng một cái nguồn cấp cho phần rè riêng nè, bao này luôn chống nhiễu này, mình thấy nó làm kỹ ghê không? Để cấp cho công suất nè. Đèn đỏ đỏ, thêm một dàn đèn đèn led luôn, led màu ấm. Cái ngõ vào đều có lên này đóng mà mà còn có thể biến trở chỉnh nữa nè, biết chỉnh gì luôn chưa gỡ ra này thì biết nhìn nó chỉnh gì. Đóng lại khít này sao? Chứ là cứ bung ra rồi. Chứ nó cứ bung về này. Thấy ghét lắm. Anh nói anh láng tháo ra sao nó bung. Thì mình đóng cái này khít này. Cho ta nhẹ nhàng. Nhiều khi nắp nhầm cái bên này sang bên này ấy nha. Cái này nắp nhầm sang đây á. Cái gì hệt nhau.